Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng đã quay trở lại mùa 2 hấp dẫn với những cặp đôi nghệ sĩ vô cùng ấn tượng. Lâm Ngọc Hoa, Ngọc Sơn, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, Dũng Nhí, Hà My, Hà Linh, Lê Chinh, Minh Sang, Tuyết Mai, Minh Luân, Giang My, Mai Trần Lâm, Kim Chi, Hùng Thanh, Hồng Mơ. Mỗi cặp đôi, mỗi một cung bậc cảm xúc khác biệt, cân tài, cân sức. Chương trình hôm nay là được gặp toàn là cao thủ võ lâm không ạ? Hoàn hảo á. 12 điểm. Quá tuyệt vời. Thăng hoa cảm xúc. Anh Dũng à. Em cầm đi. Nhưng mà anh Dũng à, anh có hiểu cho em không? Tôi với nàng. Trời ơi. Khiến ban giám khảo vô cùng khó khăn để đưa ra những quyết định. Trời ơi, chắc chết. Cái bức tường này các bạn dựng lên nó lớn mà nó khủng khiếp như vậy đó. Mà để chung kết các bạn sẽ dựng cái gì lên? Nội dung bài hát, cái lời bài hát và cái kịch mình dàn dựng vào mà nó đi vào, nó đúng. Nó đúng, nó hợp tình, hợp lý mà nó đúng luôn. Và đặc biệt, sự quay trở lại của Á quân mùa 1, ca sĩ Hồ Việt Trung trong vai trò mới, MC của chương trình. Sự hóa thân hóm hỉnh, ứng biến. Ngoài trước rồi, nguyên con kiến rồi, lỡ cán nó sát sanh sao, lấy xe phải có tâm chứ. Dù sao ngày xưa mày với nó cũng yêu nhau mà bây giờ nó lấy chồng thì mày cũng phải tới mày chúc mừng cho nó chứ. Mày tới nha, mày tới mày còn hát tặng nó một bài nữa. Tao hát luôn hả? Ừ, vợ người ta. Những sắc màu độc đáo tạo nên một bức tranh lạ kỳ của mùa giải mới. Và bây giờ hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Á quân mùa 1 MC Hồ Việt Trung. Xin được chào mừng tất cả quý vị cùng đến chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng 2017. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện. Mùa 1 Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng đã khép lại với màn chiến thắng thuyết phục của cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Quay trở lại mùa 2 cùng với dòng nhạc trữ tình và bolero, các cặp đôi nghệ sĩ và khán giả sẽ được chìm đắm trong một không gian âm nhạc lãng mạn. Và trong tập đầu tiên đêm nay để chào sân thì các cặp đôi của chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề cực kỳ thú vị: kỷ vật. Trước khi mỗi cặp đôi trình diễn, chúng tôi sẽ đưa ra một kỷ vật thời gian gắn liền với bài hát và chính ban giám khảo sẽ là người phỏng đoán tên bài hát đó. Và đặc biệt trong đêm nay là đêm đầu tiên nên sẽ không có cặp đôi nào bị loại, mà ban giám khảo sẽ tìm ra một cặp đôi ấn tượng để trao giải đội ấn tượng nhất trong đêm nay. Kính thưa quý vị, đồng hành cùng với tất cả thí sinh sẽ là các vị giám khảo. Hồ Việt Trung xin được giới thiệu vị giám khảo đầu tiên của chúng ta. Xin được mời lên sân khấu vị giám khảo đầu tiên, nam ca sĩ Ông Hoàng Nhạc Việt, Đàm Vĩnh Hưng. Vị giám khảo thứ hai đó là nữ ca sĩ Cẩm Ly. Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vi. Và giám khảo khách mời đêm nay, ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Dạ, xin mời bốn vị giám khảo chúng ta về chỗ ngồi. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ để mở màn chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ diễn viên Ngân Quỳnh và nghệ sĩ Thanh Ngọc. Và để xem họ sẽ trình bày ca khúc nào, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỷ vật của họ nha. Hoa Phượng hả? Nỗi buồn Hoa Phượng. Nỗi buồn Hoa Phượng đó, Hoa Phượng là nỗi buồn Hoa Phượng đó. Hoặc là ba tháng tạ từ, Phượng Hồng, Phượng Hồng. Buồn. Có cái hộp ở dưới nữa kìa. Đây chỉ là tảng đá cũng sách thôi. Mình sách hả? Cái này em nghĩ cũng là có thể là màu hoa đỏ. Thôi, thôi dẹp đi. Nhưng mà với chất giọng của hai thí sinh này, tôi nghĩ rằng nỗi buồn Hoa Phượng, Hoa Phượng buồn, hai cái bài kết hợp với nhau. Mà với cách chơi của nhạc sĩ Minh Vi thì tốn bài hát lắm. Một chương trình nào anh ấy làm giám đốc âm nhạc thì tốn bài kinh khủng. Mashup nhiều khi xài có hai câu anh cũng lem ra mất hết bài. Và bây giờ muốn biết bài hát này tên gì, xin mời quý vị hãy cùng đến với cặp song ca diễn viên Ngân Quỳnh và nghệ sĩ Thanh Ngọc. Anh ra coi, anh ra coi. Vô qua xe cá duyên chiên nè. Ai? Đất ơi, thiệt tình
Trời ơi, ai, lái cái kiểu gì không biết, trời đất ơi, nó rớt luôn luôn kìa. Trời ơi, xe mới mua mà con làm hư xe con rồi. Trời ơi, con ơi, con chạy cái kiểu gì mà tao muốn ói luôn á. Tao còn muốn ói, huống hồ chi cái cửa xe của mày nó không ói. Trời ơi, con đây mà, ngoài trước à, nguyên con kiến nè, lỡ cán nó sát sinh sao. Lái xe phải có tâm chứ. Hai ba, có tầm quá. Trời ơi, mệt cần chân. Mày làm ơn mày lái xe giùm cái đi con, mày lái xe kỹ giùm cái đi con. Kỹ cái gì con nói cho cô nghe nha. Con á, mới lấy bằng lái á. Trời ơi, lấy bằng lái hồi nào? Lấy đâu rồi? Hồi nào? Tiếng hồ. Trời ơi, mình giao sinh mạng cho nó rồi. Nhưng mà học xe này lâu rồi, thầy giáo chạy nhiều lần rồi nha. Bây giờ ngồi yên đi để chạy, đừng có nói hoài không tập trung à. Lỡ sát sanh sao? Nói nghe nè. Hả? Nói đi. Nó bà sức cái dầu nữa. Gì? Sức cái dầu gì tôi nghe hôi quá, nhức đầu quá. Trời đất ơi, tôi sức dầu gió cha mày sức dầu hôi. Cái ý tôi nói bà sức cái dầu cho nó thơm, cho nó sang một chút. Sức cái mùi dầu gì nó hôi rình nè. Cái bà này cười ha. Người ta mệt, người ta đi xe nè, nó chạy cái kiểu này nè. Thì tôi muốn sức dầu gì tôi sức. Mắc gì tới bà mà bà nói. Trời ơi. Cha, cái giọng nói này nghe quen quen ta. Ha, giống như là học sinh cá biệt năm nào vậy ta. Nè, cho hỏi có phải giọng của Hồng Ngọc đó không? À! À! Như Quỳnh! Hồng Ngọc! Quỳnh ơi! Quỳnh! À! Ê! À! Trời ơi! Thôi rồi! Cái gì? Tới trường rồi kìa! Xuống đi! Tới trường rồi kìa! Tới rồi! Thôi đi xuống, đi xuống! Thôi xuống! Mày đi xuống! Trời ơi, bà xuống cái một cái bánh xe nó mềm liền luôn. Rồi đi xuống rồi. Đi. Quang. Hả? Gì? Trời ơi, tính tiền đi. Quên nữa. Trời ơi. Trời ơi, ơi. Không lấy tiền nữa hả? Ông lại chạy chùa. Đây nè. Đây, khuyến mãi luôn cái kiến luôn. Này đồ hiệu không? Tôi giống Đào Vĩnh Hưng nha, đồ hiệu tôi mới xài à. Đem cái này về đi mà dán lại. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn con nha con. Dạ rồi, đi nha. Bà Ngọc, tới trường của mình rồi nè bà. Ừ. Biết bao nhiêu năm rồi tôi mới trở lại đây đó bà Quỳnh. Bà Quỳnh ơi, bà có nhớ nhiều kỷ niệm không bà Quỳnh? Nhớ sao không nhớ. Đây nè bà nhìn đi. Bao nhiêu năm rồi trường vẫn còn y nguyên vậy đó. Trời ơi tôi. Bà có nhớ kỷ niệm gì không? Sao không nhớ? Hồi trước kia hai đứa mình thì hay giận nhau hay gây nhau. Nhưng mà từ lúc mà bà thể hiện một cái tình cảm á, tự nhiên tôi thấy tôi thương bà. Tôi bị phạt á, cái bà ra bà xin thầy, mà thầy không cho, cái bà ngồi đó với tôi luôn, cho hết suốt buổi phạt luôn vậy đó. Tôi cũng nhiều kỷ niệm lắm đó. Bà biết cái gì không? Cái gì? Một lần á, thầy phạt tôi chép một đống bài vậy nè. Tôi chép đâu có nổi, gần xỉu luôn. Cũng may có bà chép giùm tôi đó. Vậy hăng. Vậy mà không biết nhớ ơn ta. Tây nè, mấy chục năm rồi tính cảm ơn mà mất liên lạc. Giờ sẵn đây nè. Cảm ơn bà nghe. Thương quá. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần vui nhau mất rồi, tả từ la hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xin bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Xa biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình luôn nhớ mãi.
cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Đồ đẹp vậy con? Con vừa chạy ngang qua đứng nghe hai cô hát hay quá, về bỏ nghề chạy xe lam luôn, làm ca sĩ. Dạ xin được cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Hai giọng ca của hai em nữ alto, nữ trầm mà chọn giọng giống nhau ghê đó. Chứ nếu mà người nào cao hơn sẽ chết quốc nha. Em biết sao không? Đây là hai chị em ruột. Wow. Em một bất ngờ cho anh nữa nè. Còn hai người nổi tiếng nữa. Chị Thanh Hằng và cô Thanh Ngân. Hèn chi cái âm giọng giống nhau lắm nha. Rất là hay, nghe rất là đầy xúc cảm. Đúng cái chất giọng của Bolero luôn đó. Chúc mừng hai em nha. Ban nhạc cũng rất là tuyệt vời. Chơi một cái bản phối rất là lạ, rất là hoàn hảo. Em đoán luôn, cái kịch này là chị Quỳnh viết. Nguyên cái thần thoại của chị rất là duyên dáng, và nó hợp lý, và nó dẫn dắt cái người nghe vào câu chuyện nó rất là ngọt ngào. Riêng với chị Thanh Ngọc, cái phần bỏ nhỏ lại một lần nữa làm cho em rất là cảm phục, tập rất là nhiều đó, mới có được cái kiểu bỏ nhỏ nó dài và nó làm cho người ta nuôi cảm xúc, nó kéo dài như vậy đó, rất là hay. Nếu Hưng có điểm 10 ngày lúc này Hưng tặng liền cho cả ba người. Chị Ngọc chưa có quen với sân khấu nhiều cho nên là chị Quỳnh vẫn diễn, nhưng em biết mấy lần chị nhắc nhưng mà chị Ngọc không có để ý là cái slam nó đang đi, cho nên nó rung lắc vô cùng. Là chị Quỳnh cứ vậy nè, mà chị Ngọc thì chị tỉnh queo, chị đứng thẳng thân à. Xong rồi chị Quỳnh chỉ khều mấy lần, chị nhắc nhở. Đây, cho Hưng được bào chữa nhé. Tại vì chị Ngọc nặng hơn. Đúng không? Nhưng mà cái đó cũng chỉ là một chi tiết nhỏ. Tại vì chị Ngọc ít có gọi là cái trải nghiệm ở trên sân khấu nhiều như chị Quỳnh. Chị Quỳnh thì là số 1 rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp song ca, ca sĩ Hoàng Ngọc Sơn và ca sĩ Lâm Ngọc Hoa. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỷ vật của họ là gì nha. Cái này nha, công tâm mà nói nha, là đoán đường nào cũng sai. Thôi vậy hả? Chiếc khăn theo mẹ may cho em. Đó, chiếc khăn tay. Trên cành cây mẹ theo con chim.
Chưa có con chim nào trên cành cây này hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của Hoàng Ngọc Sơn và Lâm Ngọc Hoa. Chúng ta sẽ biết được bài hát này tên gì nha. Wow, trời ơi, đừng giỡn anh nữa bà. Đi trễ có mấy phút làm gì giận dữ vậy? Trễ gì có mấy phút, anh đi đâu mà trễ? Tại vì mưa gió bão bụng rồi sao anh đi được. Giận luôn. Giờ giận hoài đúng không? Được rồi. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa màu, dần hơn chỉ nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hừng hờ, ngoảnh mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình gió quạt đêm mùa lùa tay thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mềm. Dần hơn hai hôm dài như một tháng. Một người quay đi, một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờn. Trời ơi, năng nỉ chút xíu hết giận đúng không? Hết giận rồi đúng không? Không hết, tao hết giận rồi, làm hết hồn, giận nữa. Trời ơi trời, giận hoài quá. Tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen, anh xin làm gió gọn đèn mùa lùa tay thì biếu. Tóc mềm giận hơn hai hôm dài như một tháng, biết anh đôi ba bữa bằng năm tròn. Một người quay đi, một người ghé non, nắm tay mẹ dần hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờn. Quay đi, một người ghé non, nắm tay hề sợn hề thường, để trong giấc mơ thôi chậm chờ. Đừng giận anh nữa nghe. Lần này thôi nữa đó nha. Biết rồi. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Giọng ca của Hoa đó, người ta đã làm một cái giọng nó đẹp sẵn rồi, không phải gần, không phải làm bất cứ một cái điều gì hết. Người miền Nam phải không? Con người miền Nam đúng không? Dạ đúng ạ. Ở quê, quê ở đâu nói cho mọi đại dân biết. Dạ quê em ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng anh. Rồi. À wow. Rất là trong và giọng rất là liêu trai, nghe dễ chịu lắm. À, về Hoàng Ngọc Sơn thì chàng trai này cất giọng lên một cái nghe mà âm trầm, âm trầm mà
ấm, rất là ngọt ngào, hát rất là hay. Chúc mừng hai em nhé. Ở vòng sau nữa, anh khuyên hai đứa nên chọn những bài tiết tấu nhanh một chút, vì tụi em diễn được, tạo không khí và có miếng, có chiêu trò để làm. Bây giờ thử tình cũng kê rồi, nhưng bây giờ nếu mà mình thi vô những vòng trong nữa thì mình mới có hát những bài nhạc sung. Nhạc sung thì bây giờ em biết nhảy không? Thôi, em nhảy thì được mà biết khán giả coi được hay không thôi. Bây giờ làm thử luôn có được không? Hôm nay đến đây có một vị giám khảo khách mời đúng không? Lên đây dạy nhảy với Ngọc Sơn luôn nè. Xin mời anh ba lên đây dạy nhảy nè. Đó. Cái này mới ghê nè. Michael Jackson nè nha. Michael. Quay. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Quay. Cái này con quay. Hay quá. Chiêu này mới nè, chiêu này mới. Chiêu này lạ nào đó. Hey. Oh. Woo. Go. Woo. Oh. Quay chào. Hay quá. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Lê Chinh và nghệ sĩ Hà Linh. Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem nha. Xin mời quý vị. Một chú cá vàng. Cá vàng thì dính tới bài gì ta? Cá này kỳ quá à. Văn câu câu cá chứ đừng cá ơi cá. Cá mày vào đây đi. Tắm cám không? Cá bóng không? Bấm 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 bàn hả? Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì. Xin mời quý vị hãy cùng đến với màn trình diễn của đôi song ca, ca sĩ Lê Chinh và nghệ sĩ Hà Linh. Ủa, em trời cái gì vậy mình? Trời, giờ này đi đâu vậy? Em đi công chuyện. Trời ơi công chuyện gì ở nhà? Đăng đăng đê đê biết bao nhiêu công việc mà em nói vậy? Thì hồi nãy em ghi giấy em đưa cho mình rồi mình quên à. Ủa có ghi giấy nè. Trời này vé xe nè. Lát quên nó chết nữa. Cái gì? Giặt đồ, lau nhà, rửa chén, nấu cơm. Trời, sao nhiều quá vậy em? Cái gì mình lung chuyện hết trơn hết trọi vậy nè. Cái nhà có 2 mét vuông mà mình lau không được, mình làm không được nữa thì sao mình? Ừ sáng nay ở nhà mình quy hoạch mà lớn quá vậy. Còn cho con bú nữa nè. Hả? Tụi con bú nè. Chứ sao? Em đàn ông mà em kêu làm mấy cái gì vậy? Ủa? Ngộ đời chưa? Mình đàn ông, em là phụ nữ em còn làm được, không lẽ mấy cái việc nhỏ nhỏ mình làm không được? Đúng đúng, cái chuyện này là phải làm được, đàn ông phải làm được. Nhưng em phải nhớ điều là đàn ông mà. Nam chi chi chi. Trời ơi. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng bắt lâu nhà là sao? Thôi không có nói nữa, em phải đi liền. Kể công chuyện của em rồi. Kể hả? Không được, nhưng mà nãy giờ em chưa có nói làm đi đâu hết là sao? Anh muốn thắc mắc, anh muốn hỏi em đi đâu, em phải trả lời cho anh chứ. Sao bữa nay mình hỏi em nhiều quá vậy? Anh hỏi em trả lời là anh không có hỏi nữa, em hiểu không? Anh hỏi em hôm nay đi đâu? Hỏi nữa? Em nói rằng em đi văn câu. Trời đất ơi, đi văn câu hả? Em đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Em có cây sào em chống ào ào chống. Anh hỏi em sao đi văn câu. Cái đó diễn của đàn ông mà. Thì em chống xuồng em đi văn câu. Chứ không lẽ em lội sông? Cây thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Em cắm cây sào nghe sóng rì rào. Gió dạt vào. Anh mát lắm đó mình à. Mê lắm. Trời đang nhỏ mát. Cá cắn câu quẩy đuôi gọi nhau. Che nắng mưa anh dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo sông nước lên. Em sẽ quay về mau mình yên lắm nha. Không có được. Anh hỏi em văn câu ra sao. Có câu hỏi hoài. Thì em thá mùi. Em đem câu văn nè. Em đem câu văn con cá nào ăn. Con cá ham hồi. Con cá rồi đời. Thì cá nó rồi đời chứ sao. Anh hỏi em văn câu vui hâu. Cái này được nè. Em nói rằng em vui sao mà không mà. Em vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Vui quá à, ở nhà với anh đi. Ý, con không.
hả? Con khóc hả? Trời ơi con ơi, sao con khóc đúng chỗ đúng lúc quá. Ủa đâu có nghe tiếng con khóc đâu. Ủa trời đất ơi, vợ mới đây đâu rồi? Trời chết rồi, bà dặn cái gì quên rồi trời ơi. Để coi coi cái gì mà dặn đồ nấu nhà, nấu cơm rửa chén không ổn rồi. Để con nhớ cái gì ta. Chết rồi. Anh nội em hôm nay đi đâu hả? Thì em nói rằng em đi dân câu. Ủa, sao mình hỏi hoài vậy? Em đi dân câu trên chiếc xuồng câu. Em có cây sào em chống ào ào, chống ào ào. Ủa, anh hồi em sao đi dân câu? Trời đất ơi, thì em chống xuồng em đi dân câu. Trời tôi thèm quá trời. Cây thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Em cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Cái này mình biết mà mình. Trời thằng gió mát, cá cắn câu, quẩy đuôi, nó gọi nhau nữa chứ. Vừa đêm dặn câu, em ngước lên thấy muôn vì sao. Đẹp thừa không đủ che nắng mưa, anh dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo, sông nước lên, em sẽ quay về mau luôn á. Mình ơi, anh nuôi em dặn câu ra sao. Trời ơi. Em văn câu con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời. Cá nó rồi đời. Trời ơi, ham ăn là chết đó mình. Văn câu vui quá, không vậy? Thì em nói rằng em vui sao không? Trời ơi, vui mà hỏi hoài hả? Em vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Alo, alo. Rồi alo, alo, alo. Rồi sóng gió đi đâu hết trơn á, trời ơi trời. Alo đó. Alo. Ủa? Alo. Đang cầm điện thoại đây mà. Trời đất ơi. Ủa sao sao, sao? Em nói em đi rồi mà. Nãy giờ em núp ở ngoài cái hàng rào em rình mình. Ủa móc mới gì em ra ngoài em rình anh chứ vậy? Mình á, em mới ra ngoài có chút xíu mà mình giống như gà mắc đẻ vậy hả? Ủa mấy cái việc nhà anh đâu có rành đâu em. Đó, mình thấy chưa? Em á, em làm như vậy là em muốn cho mình thấy á, cái công chuyện của người phụ nữ trong gia đình á, tuy là nhỏ mà khó làm lắm phải không mình? Dạ dạ anh biết rồi, anh rút kinh nghiệm sâu sắc rồi. Mai mốt anh hứa anh ở nhà anh sẽ phụ em chịu không? Thiệt không? Thiệt chứ anh hứa mà. Hứa mà có vui không? Vui chứ, vui lắm á. Vui giống như là dạ, con cáo sổ lòng con xá ra sông. Cái gì vậy? Mình nói gì vậy hả? Hát lộn hả? Nói gì hả? Con cáo sổ lòng con cá ra sông. Dễ thương quá. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với một ca khúc Dân Câu. Dạ, xin cảm ơn. Em thích là cái thông điệp trong bài hát này hơn, nhiều hơn. Tại vì á, mấy ông chồng xem tiết mục này lên nhà, về nhà nhìn lại mình nha. Thấy không? Mấy ông nói là đàn bà phụ nữ chân yếu tay mềm á, tụi tôi làm chuyện lớn. Mấy ông giỏi thử làm chuyện đó rồi được không? Cho nên mấy ông mấy ông phải biết thương người ta chứ. Còn nói về cái bài hát này, ca và diễn thấy ngay Hà Linh liền, thấy anh liền. Nói lại một lần nữa, vẫn thích cái thông điệp đem lại. Tôi cảm thấy rạo rực trong lòng lắm. Nghe sao hay quá vậy. Thì ra là cháu của Bảo Quốc phải không Linh? Dạ đúng. Dạ rồi. Dạ. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cái giọng của em á, tuy rằng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà em phát âm ra rất là đẹp. Cái âm sắc của hai em nó vang lên, nó nghe hay lắm, nghe hòa quyện với nhau. Nói chung đây là một tiết mục rất là hoàn hảo, với việc chúc mừng các em. Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Hà My và diễn viên Dũng Nhí. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỹ vật của họ là gì nhé. Nhẫn cưới. Vòng nhẫn cưới đó em đeo hả hay sao? Người ta đâu có đơn giản mà đưa cái nhẫn mà kêu là vòng nhẫn cưới vậy thì ai cũng đoán được rồi. Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang. Kính thưa quý vị, bây giờ nếu chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì, xin mời quý vị hãy cùng đến với màn trình diễn của cặp song ca Hà My và Dũng Nhí. Yeah.
chẳng cao xa. Tay chẳng cùng nhau dệt mộng. Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo theo hoa khỏi bè bà. Tôi với chàng nghe tiếng hàng thông xa.
đổi áo tôi thương về dì vang như vẫn còn trông thấy em mặc lệ thương nhìn đổi áo tôi thương về dì vang hay quá như vẫn còn trông thấy em mặc lệ được. Cảm ơn ca sĩ Hà My và diễn viên Nhũ Nhi. Cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với một ca khúc đầy lãng mạn, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh. Khoan, cái này anh nói trước, bài này hát không hay mà là rất hay. 11 điểm. Mình tiếc chút xíu, hai người làm được. Bây giờ giả bộ, giả dụ có một cái kịch anh Dũng có tật ở cái chân, anh từ nay đi qua, hôm nay là ngày cưới của My, anh qua anh tưởng tượng anh cầm một cái áo, anh nói vài câu xong My đáp lại một câu, anh hát cho câu đầu tiên không cần ngâm thơ. Muốn luyện giờ tự suy nghĩ. My, hôm nay là ngày lễ thành hôn của em. Anh đến đây không có gì hết ngoài chúc em trăm năm hạnh phúc. Anh Dũng à, em thật thì tới giờ phút này em cũng không biết nói với anh sao nữa. Thôi, đâu đó cũng là số phận đã an bài cho anh rồi, em đừng suy nghĩ thêm nữa. Em cầm đi, chúc em hạnh phúc. Nhưng mà anh Dũng à, anh có hiểu cho em không? Tôi với nàng ơi, hai đứa nguyện yêu nhau xuất sắc, xuất sắc. Dạ, cảm ơn. Nghe gớm thiệt, nói với gà hai lần cộng thêm một điểm nữa, 12 điểm. Wow, xuất sắc, xuất sắc quá. Hà My nhập vai rất là giỏi luôn, anh Dũng cũng vậy nữa, hay quá. Hưng nổi với gà hai lần luôn, những câu thoại mà nó không thể nào đắt hơn được nữa cả, nó xuất thần luôn. Cái, nó hay quá mà thông minh nữa, người ta đưa ra một cái đề tài thôi làm được ngay lập tức liền, và cái lời thoại nó hoàn hảo quá. My, em hát anh tưởng là chị Hương Lan hát đó, nó như một bản ghi âm mở đĩa lên, nó hoàn hảo tới mức vậy luôn á, rất là tuyệt vời. Cái sự ngưỡng mộ dành của bao nhiêu người dành cho em bao nhiêu lâu nay hoàn toàn không hề uổng phí, em rất xứng đáng. Và anh Dũng cũng vậy nữa, rất ngạc nhiên cái bỏ nhỏ và nó giữ, nó kéo dài và nó thanh thản và nó nhẹ nhàng, nó không cần một kỹ thuật nào hết, mặc dù đó là kỹ thuật của riêng anh, chiết xuất từ cái cách hát cải lương hơi dài của anh bỏ nhỏ xuống, nó rất là dễ chịu. Cái an phận, cái sự tội nghiệp của một người đàn ông bị ruồng bỏ trong cái giọng hát của anh á, hơn muốn quyết định một cái quyết định ngay lúc này luôn, nhưng mà chờ chút xíu đi nha. Cảm ơn. Lời khen hết sức là cao nhất luôn, dành tặng hai người. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Đi ngồi với chương trình giám khảo, những cái tiết mục nào mà
nó chạm sâu á, cái tim nó bây giờ nó cứ đập, nó đập rất là mạnh. Lúc mà cái tiết mục đó, cái bài hát đó, cái lời bài hát đó, cái giọng hát đó, nó khiến cho mình không có thở lúc đó, hiểu không? Cho nên mình nén lại. Cho nên khi xong cái tiết mục rồi, tự nhiên tim mình nó đập rất là nhiều luôn. Hồi nãy hai người không có diễn gì nhiều, giống như đứng hai tách biệt. Nhưng mà cái cảm xúc nó tràn đầy, nó cái sự da diết ở trong mi hát nó quá ngọt, nó quá hay. Còn anh Dũng lại trầm ấm và nó len lỏi. Cho nên Ly nói là đi dùng từ là lột tả hết tâm trạng của nhân vật trong bài hát này, không cần phải diễn luôn. Còn nếu mà có thêm cái phần trước là quá tuyệt vời. Thầy nghe bài hát thầy thương quá. Thầy tại vì mỗi người cái cuộc sống mà cái môi trường có một cuộc đời riêng tư, rồi bây giờ con lo chuyện xong cho gia đình, cho cha mẹ, rồi con cũng an tâm lại và rèn luyện cái sức khỏe, con biết không? Giờ thầy thấy con tươi lên rồi, thầy mừng lắm. Thầy thương con lắm, cố gắng lên nghe con. Dạ con cảm ơn. Hôm nay con xin phép được. À, tất cả mọi người ạ. Lại cũng xin phép được ôm anh Hưng một cái ạ. Mình sẽ cố gắng. Thưa quý vị, nghệ sĩ là như thế đó, được trở lại sân khấu, được hát và được sống ở nghề, đó là điều hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ. Xin được cảm ơn quý vị. Năm 91 đúng không? Mình thu trong phòng thu, trong phòng ngủ của em luôn. Trung tâm Kim Lợi năm 88-89 ra là anh là Ngọc Thu Ngọc Sơn đầu tiên. Thì năm 89 là anh kêu Ngọc Hải chở Hà My. Anh hồi đó anh không biết chở phụ nữ, anh anh ngại lắm biết không, tính Ngọc Sơn về chứ nhát lắm. Khi kêu Ngọc Hải chở Hà My đến hát danh ba hẹn tại Trung tâm Kim Lợi, là đây là phòng thu số 1. Hồi đó em còn bé tí à. Mà mấy chục năm rồi em ha, kỷ niệm. Mà gia đình của Kim Lợi tử tế lắm. Rất là tử tế. Đôi khi Ngọc Sơn nói thật là nhiều cái khốn khó trong cuộc sống, cần cái gì là được, và bố mẹ của em Minh giúp đỡ nhiều lắm đó. À, thôi không giải thích thôi, em đi bỏ qua. Và có nhiều cái kỷ niệm sau này anh kể cho em nghe. Thì My nói là con muốn bái thầy làm bái sư, mà nhiều lần mà tha thiết lắm, mà cái cuộc đời đó trôi dạt mỗi người một nơi, sau này gặp lại thì cái duyên trời thôi, học trò là duyên trời, mình thương lắm. Rồi vậy đó. Nhưng mà Ngọc Sơn rất vui, thầy vui, thầy thấy con hát rất là hay. Phải nói cặp đôi này hôm nay hát rất là tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn. Hát rất là tuyệt vời, ai cũng xúc động, cho tất cả hơn 10 điểm nữa là biết rồi. Chưa có chương trình nào mà cho được 11 đến 12 điểm, đúng không cả nhà chú Yêu? Đại gia đình cho bao nhiêu điểm? Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Danh My và diễn viên Minh Luân. Họ sẽ thể hiện ca khúc gì? Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỹ vật của họ nha. Thôi, cái này thì vậy? Cái này là cái gì? Cái trái này trái banh hả? Trái châu Noel, trời ơi rồi. Hai mùa Noel, châu bể. Cái bể nữa. Vỡ cái gì tan vỡ. Cái khúc này quen lắm. Em được quyền nói là cái khúc này năm ngoái em hát rồi. Trời, bí mật vậy thôi. Đó. Em nói là anh Hưng biết liền luôn á. Phải thánh ca buồn hả? Cái bài mà khi mà em hát cái chị Tư lên nói trời ơi, bữa nay nhìn em giống hoàng tử quá Trung ơi. Chứ còn gì nữa, bài đó rồi như là bài thánh ca biết rồi. Bữa đó anh mặc đồ nghiêm chỉnh lắm, mặc đồ vest đồ này kia dữ dội lắm. Không, anh thề luôn chị Ly, vợ anh chứ nãy giờ anh nghe chị nói gì hết trơn. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì. Xin mời quý vị hãy cùng đến với màn trình diễn của cặp đôi ca sĩ Danh My và diễn viên Minh Luân. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Lòng lạnh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới thắm chuông cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa.
xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi dòng hát em mênh mang. Rồi mùa giá bút cũng hoa màu, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xa pháo bay sâu. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình ngoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian. Bao nhiêu lần một nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua biển giáo đường dấu yêu. Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Một cặp đôi rất là đẹp về hình thức. Cái bài hát này đó, nó đối với anh là một bài khổng lồ. Tại vì nó rất là được nhiều người yêu thích và người ta thuộc nằm lòng luôn. Ở Luân, âm giọng của Luân là miền Tây đó. Và cách phát ra nó cũng bị dẹp. Bài thánh ca đó là nó này. Bài thánh ca đó nó phải tình hơn chút xíu nữa. Bé My thì rất là ngọt ngào, nó mong manh như là một làn sương khói. Với sự dàn dựng những cục đèn và tuyết rơi và trang phục thì đã làm lên một tiết mục khá là trọn vẹn của hai em. Riêng tôi thì rất cảm, tôi thích giọng Minh Luân lắm. Tự nhiên mình thích con người miền Tây, nó hiền lành mà cái giọng hát nghe dịu, dễ chịu lắm. Rất là thích. Giọng Giang My không thuộc dạng giọng mà học thuật chuyên về những cái độ rung, độ luyến lấy của bolero. Nhưng mà bù lại, Giang My không dám, tôi không dám khen là đẹp. Tại vì đẹp có nhiều cái cách đẹp khác nhau lắm. Nhưng mà với cái người nghệ sĩ thì người ta nhìn vô như là Hồ Việt Trung nè, người ta rất là mê. À, Giang My có giọng hát rất là dễ chịu, rất là bén, rất là tốt. Theo tôi là rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai em. Dạ, cảm ơn anh. Có những bài bolero mà mang âm hưởng là bolero Nam Bộ, bolero miền Tây á, thì anh nghĩ là hai đứa sẽ đắt hơn. Tới tập 3, tập 4 nhà hàng này, mình sẽ khai thác tới cái bolero Nam Bộ. Và cái thế mạnh của Luân là cái kịch thì Luân sẽ diễn cộng với
những cái chi tiết nhỏ thôi, những cái kịch nhỏ 1-2 phút đầu, 3-4 phút đầu vô thì tụi em sẽ nghĩ sẽ là đổi một cái màu khác và làm ra rặt cái chất của tụi em. Rồi, chúc mừng tiết mục của hai đứa. Rồi, xin cảm ơn. Mà hôm nay em thấy hai người hát song ca nhưng mà chưa được tình tứ. Hai người quen nhau lâu chưa? Quen nhau lâu chưa? Thôi quen nhau lát nữa xuống nói nhỏ cho nghe. Không phải, nhưng mà tại vì thấy chưa tình tứ. Ôm có gì đâu ngại nạp. Đã cái đoạn nhân tố là người ta không nắm tay nhau. Cái cảnh đó nè, ôm nè. Em ơi. Trời ơi, dễ thương quá. Chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi Hồng Mơ và Hùng Thanh. Họ sẽ hát bài gì? Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỹ vật của họ là gì nha. Gửi em xa nhớ trời. Buồn lắm. Không phải gửi em mà. Lá thư đô thị. Lá thư đô thị mà hai. Hoặc là gặp nhau làm ngơ. Hai hôm sau mới dám đưa thư. Gặp nhau làm ngơ. Thư tình của mùa thu. Thư tình của mùa thu. Hay quá. Sai hết trơn. Bây giờ muốn biết bài hát này tên gì, xin mời quý vị hãy cùng đến với cặp song ca Hồng Mơ và Hùng Thanh. Chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bóng nghe lạnh thêm. Chiều mùa sương hay mùa khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy. Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm, đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu. Anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm giai nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em giận khóc, anh vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chẳng. Em có hay trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ. Chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm giai nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em giận khóc, anh vụng về em
gió hay trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe trời mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ ai. Được, cảm ơn Hồng Mơ và Hùng Thanh rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét từ ban giám khảo nha. Cái bài hát rất là dễ thương, hòa âm cũng hay. Khi mà giọng tấu chuyển tông lên một tông khác làm bài cho cái giọng của em sáng hơn. Với câu chuyện được dàn dựng ngay lúc đầu, tất cả mọi thứ đều đang êm đẹp hết. Nhưng mà phần của bố mẹ xuất hiện, anh thấy nó bị gượng ép. Ví dụ như cái phần gian tấu á, mình có thể xin ban nhạc hoặc xin đó âm nhạc nó dài hơn một chút để cô bé có thể vì diễn một cái cảnh là bố mẹ bắt ở nhà không có cho đi gặp thì nó sẽ dễ thuyết phục hơn. Riêng cái tóc của Hồng Mơ dặn mấy người làm make up lần sau á, chọn một cái giải pháp là thật là hợp lý, nó không làm cho em lớn hơn bạn trai của mình, đúng không? Cái tóc của em chỉ cần cắn hai cái trăm nữa thôi là thành hàng Nga liền luôn đó. Mình phải kỹ chút xíu nữa cho một của mình. Cảm ơn. Phần hát của Mơ á, là tốt, anh không có bàn về nhiều. Nhưng Thanh em có một cái hát là cái cách hát, cái kiểu hát có chút xíu gì đó, cái âm hưởng của người xưa, giống như của anh Thái Châu, của anh Khoa em, Duy Quang, ấm ấm của Duy Quang. Hồi xưa có một anh Khoa nữa. Và hát cái thể loại nhạc tình này rất hay. Cái giọng trầm ấm mà rõ lời bây giờ kiếm không có đâu, rất là ít. Hay, tốt. Nhưng cái đoạn đầu người ta để ý tới cái hát, người ta không để ý tới kịch. Nửa phần sau kịch đem ra thì bắt buộc ta không để ý tới hát nữa mà ta lại để ý tới kịch để coi cái câu chuyện này kết quả như thế nào. Nhưng nói thì không phải là anh sợ hai bạn múa buồn, hai bạn múa đóng vai mà phụ huynh á không thể nào tải nổi cái câu chuyện này. Nếu chỗ đó chung ra ngưng lại, tôi nói chuyện này, tôi đề nghị cậu không được theo con gái tôi nữa. Và bà mẹ dẫn về, em đứng em chắn xong cửa luôn, đứng ra hai người khoảng cách với nhau thì sẽ cực kỳ hay. Rồi chúc mừng tiếp một hai đứa. Xin được cảm ơn những lời góp ý chân thành từ ban giám khảo. Chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Mai Trần Lâm và ca sĩ Kim Chi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để chúng ta cùng xem kỹ vật của họ là gì và phỏng đoán xem bài hát của họ tên gì nha. Hoa mà trong bóng đêm. Hoa này là hoa quỳnh. Hoa quỳnh chỉ có ban đêm mới nở hoa quỳnh được thôi. Chỉ có ban đêm hoa quỳnh mới nở thôi. Chắc chắn là bài Hoa Nở Về Đêm. Và theo chị Thư Cẩm Ly thì chị đoán bài hát này tên gì ạ? Anh ba đoán bài nào anh ba? Hoa tím ngày xưa hả? Hoa tím ngày xưa. Chưa có nhớ năm ngoái hả? Em ơi đưa lên đằng mà tới họ đoán nó thạnh nẻo hết trơn, bị ba tổ chức lừa hoài thôi. Hồ Bình Trung xin được đọc tên bài hát. Bài hát này, ca khúc này do chính ca sĩ Mai Trần Lâm và ca sĩ Kim Chi trình bày. Bài hát được mang tựa đề Hát Xong Rồi Biết. Vì giây phút ấy
tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. Vào chuyến từ khi khoáng bờ vai một mình áo xa đường khuya, bồi hồi người trai hương nẻo đêm sâu sâu tình yêu đâu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân ai, niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời dù gió mưa dạt dào còn đẹp như khi quen. Chưa biết một lần vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gắm được một nụ hoa nở về đêm. Được, cảm ơn Mai Trần Long và Kim Chi. Kính thưa quý vị, bài hát vừa rồi được mang tên Hoa Nở Về Đêm. Đó là một câu trả lời chính xác của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hay quá anh ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Bé Kim Chi, câu thứ 3 của bất kỳ một phiên khúc nào trong cái bài hát này, phần A đó,
con đều xử lý không giống bất kỳ một ca sĩ nào trước đây đã từng hát bài này hết. Rất là mới lạ, chú cảm thấy rất là thích. Nói chính xác á, là hai đứa hát nó có cái kiểu mới, không bi lụy, vừa phải. Những vòng tiếp theo anh nghĩ là rất là nhiều chủ đề, rất là nhiều cái để làm. Thí dụ mình sẽ làm về cái tình học sinh nè, Lâm dư sức. Anh không biết, anh nghĩ nè, em năm nay khoảng 31 mà anh nghĩ anh khoảng 13 tuổi chẳng hạn như thế. Em dư sức làm được những cảnh hồi lại trước đây 10 năm em vẫn đóng vai thư sinh, vì cái gương mặt của em cho phép làm điều đó. Bài này hai đứa em hát rất là tốt, anh dùng từ rất là tốt. Xin được cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kỷ vật của cặp đôi. Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình. Trầu Cao. Trầu Cao có hai trái tim nữa. Sự tính Trầu Cao. Không đơn giản vậy đâu. Trời ơi, mình bị gạt hoài luôn á. Tôi nghĩ rằng là cái này là đám cưới trên đường quê hương. Hoặc là có chừng không biết khả năng cặp đôi này có thể hát ca cổ Lá Trầu Xanh không ta? Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì. Xin mời quý vị hãy cùng đến với màn dự thi của Minh Sang và Tuyết Mai. Vợ ơi. Gì đấy? Vợ à. Cái anh này cứ hoài à. Muốn gì thì nói xem nào. Từ cái ngày mà hai vợ chồng mình cưới nhau đến giờ đó, cũng lâu lắm luôn rồi đó. Hai đứa mình chưa có Này, anh lo mà học hành đi, thi cử đến nơi rồi đấy. Thôi mà, học á thì ngày nào anh cũng học rồi. Không lẽ em bắt anh học hoài, không có cho anh nghỉ ngơi, thư giãn à? Hay là tối nay á, hai đứa mình... Này, anh mà chưa thi đỗ á, thì chưa cho động phòng. Là ngày nào vợ cũng phải may từng cái áo lo cho chồng ăn học. Nhưng mà vợ yên tâm, phen này nhất định chồng sẽ thi đỗ, rồi hai vợ chồng mình
Vợ ơi, vợ mệt chưa? Hay là để chồng phụ vợ dọn dẹp, đấm lưng cho vợ, rồi vợ chồng mình đi ngủ sớm nha. Cảm ơn rất nhiều hai bạn đã mang đến với chúng tôi một màn trình diễn cực kỳ dễ thương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Dạ, xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Đúng là một cặp đôi rất là dễ thương thiệt, và cái sự sắp xếp minh họa cũng rất là ý nghĩa, và nó vừa phải. Cái bài hát này thật ra cái tông nó dành cho nữ có điểm sáng nhiều hơn, cái sự hy sinh của nam là khá nhiều. Không có điểm sáng nào dành cho nam, đó là sự hy sinh rất lớn của người đàn ông trong gia đình. Hy vọng rằng là sẽ nhận được một cái phần trình diễn tưng bừng và sáng sủa hơn nữa dành cho cả hai. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn phần nhận xét của anh Đào Vĩnh Hưng. Em xin được mời anh Minh Vy. Sang, chính gốc là em là người miền nào? Em sinh ra tại miền Nam nhưng mà sinh sống tại khu vực Đồng Nai. Cũng là những người miền Bắc nhưng mà miền Bắc hơi lai vào miền Nam một chút. Là cái phần thoại đầu của em là tiếng Nam tiếng Bắc rất lẫn lộn. Từ khi, nhưng mà anh có sẽ bào chữa cho em như thế này. Cả hai bạn đây là tập đầu tiên và cũng là giống như chào sân á, nên cái sự bỡ ngỡ và cái anh dùng từ là hơi nhát sân khấu một tí. Có đó là có. Nhưng mà thường thường mấy cặp đầu nhát là cái chiêu, cũng là cái chiêu. Tới tập 2, tập 3 mình sẽ bung chiêu ra. Còn cái bài diễn rất là dễ thương. Và cái người biên đạo cho em, anh nghĩ là anh Lê Việt. Thường người ta nghĩ tới cái bài duyên tình này là người ta sẽ nghĩ tới là áo tứ thân, là áo dài khăn đóng, mà làm theo một cách cổ. Nhưng cái đây là một cái nét mới, là nó hơi nửa hiện đại và nửa xưa xưa. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Kính thưa quý vị, bây giờ Hồ Bội Trung xin được mời 8 cặp đôi của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng 2017 trở về sân khấu để nghe kết quả từ ban giám khảo. Và bây giờ Hồ Bội Trung xin được mời giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Minh Vy công bố kết quả của đêm nay. Tiết mục nào hôm nay về phần đầu tiên chào sân thì có tiết mục rất hay, có tiết mục hay và có tiết mục, tất nhiên là không có tiết mục không hay nha. Tất cả đều hay, rất hay, và sẽ có những cái trúc trắc nhỏ mà mình cảm thấy là chưa hài lòng. Nhưng mà chắc chắn là qua tiết mục thi của mỗi một cặp thì các cặp khác đã nhìn thấy là cái sân chơi chúng ta sẽ như thế nào và có cái yêu cầu như thế nào. Xin phép được công bố cặp cặp đôi ấn tượng, đúng không? Mình dùng từ ấn tượng nè. Cặp đôi ấn tượng trong vòng 1. Bà đứa mình cũng nói đi. Vậy hả?
được không, cho nó đã, mình đã mang tiếng là mình đang cặp tay ba rồi. Ác vậy. Thôi tôi bà Ly đi. Ok. Hai mình nha. Mình đánh dần không hay là mình đọc luôn nguyên chữ đi? Thôi mình đánh dần mệt, người ta đợi. Đánh dần đi rồi. Hả? Thôi đánh dần không ổn, không ổn, đánh dần không được, không được. Nè. Được. Nè. Thôi nè, Ly với anh Hưng nói đi. Ly với Hưng nói đi. Dũng Nhí với Hà My đúng không? Vâng, chúc mừng cho Dũng Nhí Hà My. Xin được chúc mừng Dũng Nhí Hà My đã giành giải thưởng tiết mục ấn tượng nhất đêm nay trị giá 20 triệu đồng. Vâng, và như vậy là chương trình tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng mùa thứ hai đã có một đêm mở màn đầy thành công. Và chắc chắn trong những đêm kế tiếp, quý vị khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục mãn nhãn và đầy cảm xúc. Còn bây giờ, chúng tôi xin được chào và hẹn gặp lại. Tập 2 tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng, chủ đề những mảnh tình, những câu chuyện được kể bằng nhiều khuôn mặt cảm xúc riêng biệt, những mẫu chuyện bây giờ mới kể, mỗi cặp đôi mỗi một khuôn mặt cảm xúc khác biệt. Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Hãy cùng chờ đón tập 2 tuyệt đỉnh song ca với những màn tranh đấu quyết liệt và hấp dẫn. Quý khán giả có thể xem đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Truyền hình Vĩnh Long 40 năm gìn giữ và phát huy giá trị cuộc sống.